Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay là một ngày thời tiết cực kỳ đẹp tại thủ đô Hà Nội. Và chính có một anh bạn mới sắm một căn biệt thự tại khu vực ngoại ô. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm một cái món quà để có thể tặng tân gia cho anh bạn của chính được không ạ? Và nhắc đến căn biệt thự thì chính hay nghĩ đến có một nơi có những cái không gian cực kỳ là rộng để cho chúng ta có thể giải trí ở ngoài trời. Và sản phẩm chính muốn hướng đến ngày hôm nay đó chính là một sản phẩm mới ra mắt của Samsung TV The Terrace. The Terrace thì nghe trên sách vở nhiều rồi, xem qua quảng cáo cũng nhiều rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mục sở thị xem ngoài đời nó như thế nào. Xin chào các bạn, mình là Chính đến từ AV Training Team. Và đây chính là một chiếc TV The Terrace, TV QLED giải trí ngoài trời đầu tiên trên thế giới. Và thực tế thì khi mà nhìn ngoài đời thật so với việc là mình xem trên clip thì thấy nó thật là tuyệt vời. Cái đường viền, tất cả toàn bộ đường viền ở đây đều được làm bằng nhôm và mặt lưng. Mặt lưng thì được làm bằng thép nguyên khối. Điều này sẽ giúp cho TV The Terrace của chúng ta có một khả năng chống chịu các tác động ngoại lực từ môi trường. Và đặc biệt với khả năng kháng nước, kháng bụi lên đến IP55 thì việc những cái cơn mưa ngoài trời sẽ không thể làm ảnh hưởng gì đến TV. Và một điều đặc biệt nữa chắc chắn là các bạn đang thắc mắc, đó là chiếc TV thông thường với ánh nắng ngoài trời thì sẽ thế nào. Thì xin thưa, với The Terrace thì độ sáng lên đến 2000 nit, mọi người có thể hoàn toàn thoải mái trải nghiệm những thước phim hay nhất ở ngoài trời. Rồi, xét về khả năng kháng nước thì nhiều bạn sẽ lăn tăn không biết là kháng nước ở mức độ nào, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ mình sẽ làm thử một bài test nho nhỏ, đúng không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ có một ấu nước. Mưa thì bắn thế nào ạ? Pew. Như thế này thì đã đủ FP chưa ạ? Nếu như mình có một lượng nước nhiều hơn thì sao ạ? Có nên thử không ông ơi? Mạnh dạn lên. Ten ten. Chu. Rồi. Vâng, và có một câu hỏi mình được nghe rất là nhiều, đó là với những cái thiết bị giải trí ngoài trời thì việc chúng ta có phải đưa những cái thiết bị phát ra bên ngoài hay không là một điều mà rất nhiều bạn thắc mắc. Thì xin thưa với mọi người, nếu như đưa các thiết bị phát ra bên ngoài thì chúng ta cũng phải đi dây điện rất là lằng nhằng, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta để ở bên trong nhà thì độ dài của dây HDMI sẽ chỉ hữu dụng trong khoảng cách 50m đổ lại mà thôi. Chính vì thế Samsung đã đưa ra một giải pháp, đó là một chuẩn kết nối mới mang tên là HDBaseT. Thì với chuẩn kết nối này chúng ta sẽ để tất cả đầu phát ở trong nhà, và thông qua một switch chuyển đổi HDBaseT chúng ta sẽ kết nối ra TV bằng dây LAN giống như dây kết nối Internet. Và khoảng cách kết nối sẽ phụ thuộc vào chất lượng của dây LAN. Nếu như các bạn dùng cáp đồng chúng ta có thể kết nối khoảng cách từ 100m đổ lại. Còn nếu là cáp quang thì kích thước khoảng cách sẽ lên đến hàng km. Và có một lưu ý nhỏ cho các bạn, đó là mặc dù chiếc TV của chúng ta có thể chống chịu được nhiệt độ thời tiết từ âm 30 độ C lên đến 50 độ C thì chúng ta vẫn cần phải có một mái che khi để ở bên ngoài. Điều này giúp cho TV của chúng ta được bảo vệ một cách tốt hơn. Các bạn có thấy TV The Terrace tuyệt vời không ạ? Và nếu các bạn thấy tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng nhau bán TV The Terrace cho tất cả các khách hàng của chúng ta và cùng nhau đa số. Xin chào và hẹn gặp lại.